안녕하세요. 저는 호치민에서 여러분들과 함께 베트남어를 공부하고 있는 엄태혁입니다. 오늘은 기초 베트남어 문법으로 시제에 대해서 함께 공부해 보겠습니다. 과거와 현재와 미래에 대한 표현을 어떻게 하는지 자세하게 그리고 천천히 발음을 현지인의 발음을 들으면서 따라서 발음하기 연습하면서 또 그리고 듣기도 연습하면서 같이 공부하면 좋겠습니다. 참고로 본 발음은 남부에 살고 있는 베트남 사람의 현지인의 발음이라는 것을 미리 밝혀드립니다. 궁금한 것이 있으면 댓글로 질문을 하시면 답변을 달아드리겠습니다. 감사합니다. 오늘도 저와 함께 베트남어를 공부해 보겠습니다. Tôi đang ăn cơm. Tôi đang ăn cơm. Tôi đang ăn cơm. Hoa đang viết thư. Hoa đang viết thư. Hoa đang viết thư. Cô ấy đang học tiếng Việt. Cô ấy đang học tiếng Việt. Cô ấy đang học tiếng Việt. Bạn tôi đang đọc báo. Bạn tôi đang đọc báo. Bạn tôi đang đọc báo. Tôi đã ăn trưa. Tôi đã ăn trưa. Tôi đã ăn trưa. Tôi đã học tiếng Việt ở Việt Nam. Tôi đã học tiếng Việt ở Việt Nam. Tôi đã học tiếng Việt ở Việt Nam. Tháng trước chị ấy đã kết hôn. Tháng trước chị ấy đã kết hôn. Tháng trước chị ấy đã kết hôn. Hoa đã đậu đại học. Hoa đã đậu đại học. Hoa đã đậu đại học. Hồi nãy tôi đã gặp Hoa. Hồi nãy tôi đã gặp Hoa. Hồi nãy tôi đã gặp Hoa. Quyển sách này tôi đã xem rồi. Quyển sách này tôi đã xem rồi.
Quyển sách này tôi đã xem rồi. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần rồi. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần rồi. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần rồi. Anh ấy đã chuyển bộ phận khác rồi. Anh ấy đã chuyển bộ phận khác rồi. Anh ấy đã chuyển bộ phận khác rồi. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi đã làm xong báo cáo rồi. Tôi đã làm xong báo cáo rồi. Tôi đã làm xong báo cáo rồi. Những phần việc tôi phải làm hôm nay tôi đã làm xong. Những phần việc tôi phải làm hôm nay tôi đã làm xong. Những phần việc tôi phải làm hôm nay tôi đã làm xong. Công tác chuẩn bị tất cả đã làm xong. Công tác chuẩn bị tất cả đã làm xong. Công tác chuẩn bị tất cả đã làm xong. Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi. Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi. Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi. Tôi sẽ qua Việt Nam vào tháng tới. Tôi sẽ qua Việt Nam vào tháng tới. Tôi sẽ qua Việt Nam vào tháng tới. Tôi sẽ học hành chăm chỉ. Tôi sẽ học hành chăm chỉ. Tôi sẽ học hành chăm chỉ. Anh ấy bảo tôi là sẽ học tiếng Hàn. Anh ấy bảo tôi là sẽ học tiếng Hàn. Anh ấy bảo tôi là sẽ học tiếng Hàn. Nếu có lương, tôi sẽ mời cà phê. Nếu có lương, tôi sẽ mời cà phê. Nếu có lương, tôi sẽ mời cà phê.
Hình như trời sắp mưa. Hình như trời sắp mưa. Hình như trời sắp mưa. Tôi sắp đi chợ. Tôi sắp đi chợ. Tôi sắp đi chợ. Sắp 9 giờ. Sắp 9 giờ. Sắp 9 giờ. Tôi đã đặt mua trước quyển sách bản. Tôi đã đặt mua trước quyển sách sắp xuất bản. Tôi đã đặt mua trước quyển sách sắp xuất bản.